Bà xin được trả lời sang câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, kính mong Thầy giải đáp cho con những thắc mắc sau. Câu hỏi thứ nhất. Theo pháp môn thiền tông của Thầy Thích Thanh Tử dạy, thiền định là việc con người cần làm để tìm lại được bản ngã của mình, để biết cuối cùng mình là ai. Theo như con nghe và học từ Thầy Thanh Tử, thì cái ta của mỗi người không phải là thân xác hay suy nghĩ của người đó, mà đó chính là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Khi con người ngồi thiền định, khi con người ngồi thiền định tâm, thì là lúc con người sống với bản thể của mình, chính là cái tâm biết nghe, biết nhìn, cảm nhận nhưng không phân tích. Đó là cái tâm biết phân biệt đúng sai nhưng không phán xét. Theo con hiểu thì đó chính là Phật tính của mỗi chúng ta. Nhưng con xem trong Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy ngũ uẩn đều không, liền vượt qua mọi khổ ách. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó thức là ý thức, là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Như vậy, thức ở đây cũng chính là bản ngã, bản thể của một con người, là Phật tính của người ấy. Như vậy thì Phật tính cũng là do duyên hợp thành, là giả có ư. Con kính mong Thầy giải đáp thắc mắc để con được hiểu ạ. Ở đây câu hỏi này thì Phật tử đều có hai ý. Nói rằng nghe Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một vị thiền sư rất nổi tiếng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Hiện thì Ngài vẫn còn ở tại thế. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới. Ngài là người có công rất lớn trong việc trùng hưng lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của tổ Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang, đó gọi là Tam Tổ Trúc Lâm đó. Thì Phật tử này có dẫn ở trong bài giảng của Hòa Thượng để dẫn nói về gì? Nói về cái tâm hay nói về gì? Nói về cái bản ngã hay là nói về gì? Cái ý. Sau khi ngồi thiền, Phật tử nói sau khi ngồi thiền thì tâm thức của mình ấy, bản tâm thức của mình ấy, biết gì? Nghe, nhìn, cảm nhận nhưng không phân tích, tức là không phân biệt đó. Không phải không phân tích, gọi là không phân biệt. Tức là không phân biệt đúng, sai, phải, trái, hơn, thua, vân vân, được, mất, vân vân. Đó, cái đó gọi là tâm phân biệt. Tâm phân biệt. Nó không phân tích là không đúng, không phân biệt. Cái tâm biết đúng, sai, phải, trái nhưng không phán xét. Phật tử này nói là cái trong lời dạy của Hòa Thượng đó chính là Phật tính của mỗi con người. Và chúng ta biết cái Phật tính ở trong mỗi của chúng ta thì trong kinh Đức Phật nói rồi, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đấy mới gọi là gì? Mới gọi là Phật tính. Phật tính đó thì không có sinh diệt, cũng không do duyên giả hợp mà thành cả. Không phải do duyên giả hợp mà thành. Phật tử này lấy trích ở trong đoạn gì? Trong đoạn Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng Quán Tự Tại Bồ Tát soi thấy ngũ uẩn đều không, liền vượt qua hết thảy khổ ách. Ngũ uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đây chính là năm uẩn. Phật tử này nói là trong đó thức là ý thức, là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Ý thức không phải là gì? Không phải là Phật tính. Trong Duy Thức Học, Duy Thức Tông đó, Ngài Vô Trước và Thế Thân, đặc biệt là Vô Trước gì? Được Ngài Bồ Tát Di Lặc, trong khi Ngài Vô Trước Bồ Tát đó, nhập thiền định và lên cung trời Đậu Xuất, thỉnh Bồ Tát Di Lặc xuống để thuyết bộ gì? Du Già Sư Địa Luận cho.
sau khi học được bộ Du Già Sư Điều Luận và thấy là gì, cái tông chỉ và yếu pháp về tâm tông thì rất là bao la rộng lớn. Cho nên hôm nay muốn đem lại truyền cho em trai của mình là ngày thế thân đó. Nhưng mà khổ nỗi thế thân Bồ Tát là gì, lại lúc đó đang lúc đó là theo gì, theo tu theo pháp tiểu thừa, tức là theo pháp gì, theo cái hệ phái mình gọi là Phật giáo Nam Tông đó, tức là chỉ tin là Phật chỉ thuyết có 4 bộ kinh A Hàm thôi, còn tất cả những bộ kinh điển đại thừa khác đều là gì, không phải là Phật nói mà do gì các tổ nói ra. Cho nên á, ngài thế thân là em ruột của ngài vô trước ấy, trong cái khoảng thời gian trước đó cho đến đấy, thời gian đấy đã tạo ra 500 bộ luận để bài xích Phật giáo đại thừa, tức là Phật giáo Bắc Tông đó. Phật giáo đại thừa còn gọi là Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo tiểu thừa còn Phật gọi là Phật giáo gì, Nam Tông, hay còn gọi là Nguyên Thủy Phật giáo. Ngài vô trước muốn cảm hóa em mình, cho nên một hôm gì ngài giả bệnh và nói rằng mình gì, cho người đưa thư đến cho em trai của mình ngài thế thân đang tu theo giáo pháp bên kia, nói là mình đã gì, đã bị bệnh sắp chết. Và khi gì nghe thấy cái, đọc được cái bức thư của anh mình nói là bệnh sắp chết ấy, thì ngài thế thân liền lục tục đến là thăm anh. Và khi đến ấy, thì bây giờ thì ngày vô trước ấy, có một người trước đó chưa xuất gia, có một người ba anh em ruột và thêm hai em ruột và thêm một người em kết nghĩa, đó là ngài Sư Tử Giác. Thì Sư Tử Giác thì cũng xuất gia tu đạo ở bên cạnh ngài vô trước, và riêng thế thân thì tu đạo theo phái Nam Tông, hay còn gọi Phật giáo tiểu thừa đó. Và khi mà ngài Thế Thân đến thăm anh thì ngài vô trước thì bảo ngài nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, nhưng vẫn muốn là ta mới giải thích xong một cái, viết lại được một cái bộ luận, đó là gì, luận chính là luận mà lúc nãy tôi nói đó. Cho nên khi mà nói rằng trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, tôi muốn gì, muốn đọc lại, muốn nghe lại cái bộ gì, cái bộ Du Già Sư Địa Luận mà tôi vừa viết lại lời gì, lời giảng huấn của Bồ Tát Di Lặc trong thiền định gì, xuống giảng cho tôi nghe đó. Cái này nếu mà không phải là người gì, người ngồi thiền, không phải là người nhập định thì sẽ cho rằng đây là chuyện huyễn hoặc, huyễn hóa, không có ở trong gì, ở trong cuộc đời này cả, mà do ảo tưởng, do vọng thức gì tạo nên, nhưng không phải. Ngày xưa chúng tôi nhập thất, chúng tôi mới thấy những cái điều này thì hoàn toàn có thật. Bây giờ tâm gì vượt ra ngoài cuộc sống xã hội này, chung sống với xã hội này thì gì? Không cảm nhận được cái điều đó, hoặc là gì, hoặc rất ít khi cảm nhận được. Nhưng khi chúng tôi gì, ngày xưa học tu tập và nhập thất và tự mình được hiểu những cái gì, lời dạy của các Phật, của các tổ ở gì, ở trong kinh Phật, giải thích kinh Phật và lời dạy của các tổ giảng giải ở trong Tam Tạng Thánh Điển không phải là giả đâu. Chỉ có mình gì chưa có đủ cái định tâm định lực để đi vào cảnh giới của các ngài và hiểu mà thôi. Nhưng khi chúng ta có định tâm định lực thì vào cảnh giới của các ngài mà hiểu thì hoàn toàn là có thật. Cho nên cái việc mà ngài Bồ Tát Vô Trước ở trong thiền định mà thỉnh Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đâu xuất xuống thì nhân gian này để thuyết bộ Du Già Sư Điều Luận là gì? Là thật có, chứ không phải là do bịa, không phải là do giả đâu. Và bây giờ Vô Trước ấy, sai em của mình, em nuôi của mình ấy, tức là người em nuôi ở tại gia và cũng là người gì, em trong gì, trong sơn môn đồng đạo của mình, đó là ngài Sư Tử Giác, đang đọc được một chút ấy, thì lại có tín đồ đến là bảo thỉnh là bạch hòa thượng, là mấy hôm trước hòa thượng là hứa là hôm nay thì hòa thượng đến làm lễ cho con, đến làm lễ cho nhà con, đến giảng đạo cho gì, cho xóm của con, đến quy cho xóm của con, thì nay thỉnh hòa thượng đến để giảng đạo cho các Phật tử trong quy y cho gì, cái xóm ở nhà con, vân vân. Thế ngài Vô Trước thì nói rằng hôm nay thì thôi, xin lỗi ông, thì hôm nay ta bệnh quá, ta không thể đi được. Thì lúc đó liền là sai Sư Tử Giác là gì, thôi thì em sư đệ thì đi đến đó để thay ta để ấy vậy. Thế khi đó thì người đang đọc sách đi mất rồi, trong phòng có ba người, một người thì nằm ốm, đó là Vô Trước.
Sư tử giác là sư đệ tu tập cùng gì, cùng pháp môn, cùng thầy ra để đi mất rồi. Bây giờ chỉ có một người ngồi ở đó, đó là gì? Em ruột của ngài, đó là ngài Thế Thân. Và bắt buộc gì? Ngài Thế Thân lại phải gì? Cầm cái quyển sách đó và đọc cho anh nghe. Khi đọc vừa hết cái quyển sách đó, cái quyển luận đó, cũng là lúc gì? Em mày gì? Đặt quyển sách xuống và ngộ đạo, khóc rưng rức và nói với anh là gì? Là xin lỗi anh, là em là do trước đây, do vô minh che lấp cho nên là không biết đến cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp Đại Thừa. Vì vậy mà em đã tạo gì? 500 bộ luận để bài xích, chê bai và coi gì? Coi pháp tu của anh như là bảng môn tà đạo, lợi dụng Phật Pháp để kiếm ăn, vân vân. Nhưng nay em đọc cái bộ luận này xong em mới thấy gì? Em hoàn toàn sai. Và thôi bây giờ em chỉ có một cách gì? Cắt lưỡi để tạ tội thì mới có thể gì? Mong tạ tội được. Nhưng mà ngài vô trước nói rằng không, em cho dù có cắt lưỡi cũng không thể tạ tội được. Vậy thì chi bằng gì? Ngày xưa em dùng cái gì để phỉ báng Đại Thừa thì nay cũng dùng lại cái đó để gì? Để ăn năn sám hối. Ngày xưa dùng lưỡi để giảng dạy, để phỉ báng Đại Thừa thì nay dùng lưỡi để tán dương khen ngợi Phật Pháp Đại Thừa. Ngày xưa dùng gì? Dùng tay để giấy bút để tạo 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Đại Thừa thì nay gì? Lại cũng dùng giấy bút và dùng cái tay để viết ra 500 bộ luận gì? Để sám hối và xiển riêng Phật giáo Đại Thừa. Và bắt đầu ngài Thế Thân bắt đầu gì? Theo Phật giáo Đại Thừa từ đó. Và sau này từ cái bộ luận Du Già Sư Địa đó được gì? Được hai ngài Bồ Tát Vô Trước và Thế Thân thành lập lên một cái tông phái xiển riêng rất là lớn. Và đến thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên thì cái người kế tục tông phái đó chính là một cái vị đại sư. Một cái vị đại sư này có tên là gì? Giới Hiền. Và vị đại sư này chính là vị viện chủ của Đại học Nalanda, một cái trường đại học sớm nhất trên thế giới. Một trường đại học sớm nhất và lớn nhất trên gì? Trên lịch sử giáo dục của thế giới. Phật tử nào đưa câu hỏi này có thể về tra khảo cái trường đại học đầu tiên trên thế giới là trường đại học nào. Chắc chắn trường đại học đó sẽ là trường đại học Nalanda. Và chúng ta biết kết hợp với cái một cái sự kiện đó là gì? Ngày Trần Huyền Trang ở đời nhà Đường thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên từ Trung Quốc sang Ấn Độ cầu đạo, cả đi cả về cả học Pháp là gì? Mất 17 năm. Ngài sang đó học với ai? Chính là học với ngài Đại sư Giới Hiền. Và sau khi học xong, ngài về Trung Quốc đem dịch ra gì? Rất nhiều các kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Và đặc biệt gì? Ngài thành lập ra một cái tông phái gọi là Duy Thức Tông. Và đặc biệt Duy Thức Tông thì từ đó được thành lập ở Trung Quốc và chính là một trong 10 tông phái lớn của Phật giáo gì? Trung Quốc. Ở Việt Nam chúng ta cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn của gì? Của 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc. Đặc biệt gì? Có tông phái Duy Thức. Mà Duy Thức Tông ấy, thì chủ trương này dẫn ở trong kinh điển của Phật dạy, và đặc biệt là Bồ Tát Di Lặc khai thị cho Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Vô Trước truyền cho Bồ Tát Thế Thân, dần dần truyền lại cho đến thế kỷ thứ 16 là truyền cho ngài, thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên đã truyền cho gì? Cho ngài Đại sư Giới Hiền. Và Đại sư Giới Hiền là truyền cho gì? Trần Huyền Trang. Huyền Trang lại truyền cho đệ tử gì? Ngài Đại sư Khuy Cơ. Và truyền thừa cho đến gì? Cho đến nay. Và tông phái này có chia này, dẫn dụ kinh Phật và chia này, con người ta có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. 8 thức tâm vương là gì? Đó là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỵ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương và ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và a la da thức tâm vương. 5 tâm vương trước gọi là gì? Gọi là tiền ngũ thức.
và ba tâm vương sau. Đó là gì? Ý thức tâm vương đó, mặt na thức tâm vương đó và a lại ra thức tâm vương đó cộng thành gì? Thành tám thức. Vì sao gọi là tâm vương? Tức là chữ vương có nghĩa là vua. Tâm vương có nghĩa là vua tâm. Tám cái tâm này nó không chịu sự tác động gì bởi tâm khác mới khởi lên, mà tự nó gì? Có thể một mình khởi lên. Còn như 51 thức tâm sở khác thì phải gì? Phải có các sự tác động của các tâm sở khác hoặc một tâm vương nào đó dẫn dắt đi thì nó gì? Nó mới có thể khởi lên. Ví dụ như nhãn thức tâm vương, vì sao nó không cần các thức tâm sở khác nó vẫn khởi lên? Ví dụ mắt thấy sắc, cái này là sắc gì? Sắc của cái gì? Cái này có màu gì? Các Phật tử có nhìn thấy không? Xem qua truyền hình trực tuyến thấy nó màu gì không? Màu trắng. Và cái này là gì? Cái nắp của cái cốc uống nước. Mắt họ nhìn thấy cái này nó gì? Cái nắp cốc này có màu trắng. Hoặc nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái khăn này. Chúng ta nhìn thấy cái khăn này có màu gì? Các Phật tử ở xa nhìn thấy không? Nó có màu vàng. Trong màu vàng nó có riềm màu gì? Màu đen và màu đỏ và màu gì? Màu hơi trắng trắng ở trong đó, vân vân. Không cần phải một cái tâm vương khác hoặc một cái tâm sở khác tác động tới nó. Tự nó thì nó nhìn thấy và nó nhận biết và nó phân biệt được đây là gì? Đây là cái khăn. Và cái khăn có màu vàng, có những sọc đỏ, sọc đen, sọc trắng ở trong này đó. Và người ta gọi là cái này khăn. Ngược lại, một cái tâm sở nữa, đó là gì? Đó là tâm sở về mắt rồi. Nhãn thức tâm vương tức là mắt rồi. Nhĩ thức tâm vương tức là gì? Tai. Các vị này, ở ngoài các vị nghe xem gì? Tôi đang nói cái gì các vị nghe không? Tôi đang nói cái gì các vị nghe không? Có. Các vị nghe thấy gì? Tôi đang hỏi các quý vị. Và các vị nghe nhé. Các vị nghe, các vị để ý nghe nhé, xem các vị có nghe thấy cái gì không nhé. Để ý nghe này, trong vòng gì? 30 giây xem các vị nghe cái gì không? Bắt đầu. Các vị nghe thấy cái gì không? Chắc chắn có vị sẽ nghe thì con không nghe thấy cái gì. Không phải. Cái không nghe thấy cái gì đó chính là gì? Vị đang nghe. Cái tính nghe của các vị là thường hằng. Là gì? Là luôn luôn có ở trong gì? Trong cái gì? Nhĩ căn của mình. Có cái các vị không nghe thấy gì? Không nghe thấy tiếng của tôi thôi. Nhưng cái tiếng, cái tính nghe của cái căn tai của các vị ấy, là về vẫn nghe. Nhưng mà nghe thấy cái tiếng gì? Có thể nghe thấy cái tiếng xào xạc bên ngoài, cái tiếng đồng hồ, chiếc đồng hồ nó tích tắc, hoặc nghe thấy cái tiếng điều hòa hoặc tiếng quạt nó gì kêu vù vù, do rồi gió của điều hòa hoặc gió của quạt nó ra, vân vân. Hoặc ở thành phố thì nghe thấy tiếng gì? Tiếng quài ô tô đi ngoài đường nó bóp pếp 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 chẳng hạn, vân vân. Chứ không nghe thấy tiếng tôi nói. Vì sao nghe thấy tiếng tôi nói? Vì 30 giây đó tôi tạm dừng không nói. Để thử hỏi các quý vị có nghe thấy cái gì không? Và có những vị nói gì? Không nghe thấy cái gì. Nói thế là gì? Xa. Nhưng thực tế thì tính nghe các quý vị vẫn thường hằng và các quý vị vẫn đang nghe đấy. Đó là gì? Bản chất của nhĩ căn. Vì sao gọi là tâm vương? Vì nó không cần phải đợi đến gì? Đến có cái yếu tố tác động bên ngoài, nhưng nó vẫn có thể nghe, tính nghe vẫn thường trực ở trong đó. Nhấn đến cho gì? Cho đến gì? Tị thức, tức là căn về mũi. Mũi thì biết ngửi mùi, tính của nó là ngửi mùi thơm hay mùi thối, đúng không? Còn lưỡi là gì? Tính của nó là để nếm vị. Mà nếm vị đó thì gì? Có thể mặn, nhạt, chua, cay, vân vân, đắng, chát, vân vân đó. Đó là tính của gì? Thiệt căn. Thiệt căn tâm vương đó là gì? Là sự phân biệt về mặn, nhạt, chua, cay, đắng, chát, vân vân đó. Tự nó có thể một mình làm được cái điều đó. Không cần phải gì? Dùng mắt, bịt mắt lại. Cho gì? Tí ớt vào gì? Vào lưỡi chúng ta vẫn phân biệt là cay hay là mặn các quý vị, hay là ngọt, hay là bùi. Bịt mắt lại không nhìn, tức là không dùng cái mắt để nhìn thấy hạt ớt. Cho một tí hạt ớt gì?
cho vào lưỡi chúng ta, hoặc là cắn, cầm quả ớt lên cắn cho vào miệng chúng ta cắn, và chúng ta để lưỡi chúng ta cảm nhận được cái vị gì? Vị cay. Hoặc là chúng ta bốc một bốc muối chọc dù gì, nhắm mắt lại hoặc lấy khăn bịt mắt lại, không dùng gì, không dùng mắt để nhìn thấy hạt muối, nhưng bốc một tí muối cho vào miệng chúng ta nếm thử và biết nó là mặn, mặn chúng ta biết nó là gì? Vị của muối, biết đó là muối. Hoặc vị của muối. Nhãn nhĩ tị thiệt thân, thân căn thì gì? Xúc chạm. Xúc chạm thì có nóng, lạnh, trơn, rít, vân vân. Đó gọi là tiền ngũ thức, nhãn nhĩ tị thiệt thân căn. Nhãn tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tị thức tâm vương, ý thức tâm vương và thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương, đó là cái sự cảm xúc và hiểu biết của nó gọi là tâm vương. Nói đầy đủ phải là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tị thức tâm vương, thiệt thức tâm vương và thân thức tâm vương, đó là tiền ngũ căn, tiền ngũ thức tâm vương. Còn sang cái thức thứ 6 gọi là ý thức tâm vương. Ý thức tâm vương là chỉ cho gì? Sự nhận biết về, sự nhận biết về phân biệt về đúng, sai, phải, trái. Đúng thì nó biết là đúng, sai nó biết là sai, phải nó biết là phải, trái nó biết là trái. Nhưng tự nó đã làm nên tất cả chưa? Đã được gọi là Phật tính chưa? Chưa. Chưa được gọi là Phật tính. Mà đằng sau nó gì? Còn hai cái thức nữa rất quan trọng. Đó là gì? Là mạt na thức, hay còn gọi là truyền tống thức. Nó giống như mà anh đưa thư, thông qua các căn hay thông qua các tâm sở, nó gì? Từ bên ngoài nó gì? Nó qua cái thức thứ bảy này, tức là mạt na thức này, đưa vào trong gì? Trong tàng thức, tức là trong A lại gia thức của chúng ta, thức thứ 8 đó. A lại gia thức còn gọi là gì? Gọi là chủng tử thức. Ngoài ra còn có 51 thức tâm sở nữa. 51 thức tâm sở gì? Được chia thành gì? 6 phần. 6 phần nhỏ. Đầu tiên là gì? Có 5 tâm sở biến hành, đó là xúc, tác ý này, thọ này, tưởng tư này. Rồi tiếp theo thì có 5 tâm sở biệt cảnh, đó là dục, thắng giải này, niệm này, định này, tuệ này. Rồi tiếp đến có gì? Có 11 tâm sở thiện nữa. Năm tâm sở đầu gọi là năm sở gì? Biến hành, xúc tác ý thọ tưởng tư. Năm tâm sở tiếp theo là gì? Năm tâm sở biệt cảnh, đó là dục, thắng giải, niệm, định và tuệ. Đó gì? 5 với 5 là 10. Và cộng thêm 11 tâm sở thiện, đó là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, đó. Cần khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Đó là 11. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, cần có dịch là tinh tiến đó, khinh an, hành xả và bất hại. 3, 6, 9, 10, 11. Đó. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Đó, đó là 11 tâm sở thiện. Là bao nhiêu rồi? 10 với 11 là 20. 21. Cộng thêm là 6 căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não gồm có gì? Tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là thành bao nhiêu? Hai mấy? 27. Cộng thêm gì? Hai tâm sở bất định, đó là hai tâm sở bất định. Đó là 29. Cộng thêm 20 tâm sở tùy phiền não nữa. 20 tâm sở tùy phiền não lại gì? Lại chia ra là gì? Tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Cái này thời gian không có thì thầy không nói nhiều được. Và cộng thêm 4 tâm sở bất định nữa, thành 51 tâm sở bất định. Đó tâm. Khi nói về tâm, nhà Phật nói đến tâm thì không phải là có một cái tâm đâu, mà gì? Có 8 cái tâm vương và 51 cái tâm sở ở trong đó. Và chúng ta phải chuyển làm sao, và chuyển gì? Chuyển được bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở đó thành cái gì? Thành bao giờ chuyển cái tâm đó thành thành tâm gì? Đại viên cảnh trí.
rồi cho đến gì đến nhất thiết chủng trí, đại viên cảnh trí và cái gì đó, lâu lâu rồi học cái đó cũng quên, mà đó là phải chuyển được gì, chuyển bát thức tâm vương thành gì, thành tiền ngũ trí, đó thì mới có thể nói cái tâm đó là gì, là tâm Phật được. Còn cái tâm mà Phật tử nói ở đây, hiểu đây là gì, có ý thức đó, cái tâm ý thức không phân biệt đúng sai đó, cái tâm ý thức nhận biết mà không phân biệt đúng sai đó, đấy chưa phải gì, chưa phải là tâm Phật bất sinh đâu, đấy chưa phải là gì, là cái tâm bản lai diện mục của mình đâu. Ý thức được nó nhưng không phân biệt, đó chỉ ở, mới chỉ có thể là một cái trạng thái tâm của các vị gì, A-la-hán mà thôi. Mà A-la-hán thì mới chỉ dừng lại ở cái việc gì, đoạn ly sinh tử, vẫn chưa thực sự gì, phá tất cả trần lao phiền não để thành Phật được. Trong giáo lý kinh điển này từ Phật giáo, quả vị A-la-hán á, tu chứng mới chỉ tương đương với gì, với thất địa Bồ-Tát mà thôi. Từ thất địa Bồ-Tát á, lên bát địa, lên cửu địa, lên thập địa còn dài lắm. Từ thập địa là gì, có gì để lên được đẳng giác và diệu giác Bồ Tát á, lại còn gì, còn dài nữa, còn rất rất dài nữa đó. Chứ còn ở đây ấy, đây là cái gì, cái mà hòa thượng Phật tử này nghe hòa thượng Thích Thanh Từ làm vị thiền sư giải thích, nói rằng cái tâm á, hiểu biết nhưng không phân biệt gì đúng sai phải trái vân vân đó, đó là gì, cái tâm Phật. Nhưng đó chỉ là gì, cái lời nói là tâm Phật thôi. Nhưng còn để chuyển được cái thực sự cái tâm mình thành tâm Phật á, chuyển từ bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở đó để trở thành cái tâm Phật thanh tịnh á, như bất động tại thánh, không tăng tại phàm chẳng giảm á, thì khó lắm, đâu phải đơn giản đâu, không phải đơn giản các con ạ. Đó. Không phải đơn giản. Nói thì có thể là đơn giản, nhưng mà làm vào thực tế không phải đơn giản. Vì sao không phải đơn giản? Vì sám hối hòa thượng Thượng Thanh Hạ Tử ngày xưa năm 2002, tôi nghe thấy nghe cái rất thích nghe cái băng giảng, nghe cái băng giảng của hòa thượng gọi là khám phá ra ông chủ. Tức là sau đợt nhập thất mấy năm của hòa thượng ra, hòa thượng giảng này đã khám phá ra ông chủ. Và bài giảng đó hòa thượng nói này, đã khi mà đã khám phá ra ông chủ rồi thì tự do tự tại làm chủ thân mệnh của mình. Và tôi nhớ là trong cái bài giảng đó hòa thượng thì phát nguyện sau này sẽ gì, lưu lại toàn thể nhục thân xá lợi của mình, có thể là tương tự giống như thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu của Thường Tín Hà Nội bây giờ, hoặc là như là Lục Tổ Huệ Năng bây giờ, vân vân. Ngày đó tôi nghe tôi thích lắm, và tôi nghĩ rằng thì hòa thượng ít nhất phải chứng thánh quả A-la-hán gì, ít nhất cũng phải chứng thánh quả A-la-hán mới tuyên bố một cái lời gì? Lời tuyên bố hùng hồn là đã khám phá ra ông chủ của mình rồi, và đã gì, hòa thượng phát nguyện lưu lại toàn thể nhục thân của mình sau này như thế như thế. Nhưng cách đây mấy năm, khi nghe tin là hòa thượng bị tai biến và không làm chủ được thân của mình nữa, phải nói là lúc đó tôi cũng rất là buồn. Không phải là tôi buồn là gì, là tôi buồn là vì là tôi thấy thất vọng, nhưng mà tôi buồn là gì, tôi buồn là hòa thượng phát nguyện, một cái vị đại sư tu hành tinh tiến ít người có ở trong thế kỷ 19, 20 và 21 này như vậy, ít người có đạo hạnh và có gì, có sự tu trì thanh tịnh và nổi tiếng như hòa thượng, và đấy đã từng nhập rất nhiều năm, nhập thất nhiều lần, nhập thất, và hòa thượng đã từng tuyên bố là sẽ gì, lưu lại toàn thân xá lợi như vậy để minh chứng về cái sự tu tập của mình là đúng chính pháp, vân 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 vân. Nhưng mà không ngờ mấy năm về trước tôi nghe thì cái thông tin hòa thượng bị tai biến, tôi rất sốc, phải nói là tôi rất sốc.
Và tôi chỉ mong là Hòa Thượng sớm được bình phục trở lại, và Hòa Thượng thì làm được toàn vẹn cái bản nguyện cuối cùng trong lần hóa thân này của Ngài, đó là lưu lại toàn thân xá lợi và làm chủ thân mệnh của mình. Nhưng mà một thời gian gần đây tôi thường hỏi thăm các đệ tử của Ngài, thì tôi thì thỉnh thoảng cũng hay tiếp xúc với các đệ tử của Ngài là các vị đại đức và các vị thượng tọa Hoằng Pháp và tu tập ở các chùa ngoài miền Bắc này, và cũng hỏi qua một số các quý thầy, thì biết rằng bây giờ Hòa Thượng thì không tự đi lại được và phải ngồi trên xe lăn. Chúng ta biết rằng đây là một điều rất khó trong thời mạt pháp này. Đây là một điều đúng như trong kinh Đức Phật đã nói, nói được đã là khó, thực hành được nó gì là một việc gì rất khó, nhưng mà chứng ngộ, chứng minh và chứng ngộ được cái lời gì, lời mình nói và lời và việc mình đã thực hành đó lại càng khó hơn nữa. Có thể một thời gian nữa mà Hòa Thượng không thể nào mà thực hiện được cái lời phát đại nguyện của Ngài trong gì, trong hơn chục năm về trước, thế đây là cũng là một cái sự mất mát lớn cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta nói chung, và Thiền Tông hệ phái Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng là người khởi xướng lại nói riêng, đây là sự mất mát lớn nếu như Hòa Thượng không thực hiện được cái đại nguyện mà trước đây Hòa Thượng đã phát nguyện đó. Rất mong là Hòa Thượng có thể sớm bình phục và thực hiện được cái bản nguyện của mình trước đây để làm cái chỗ dựa cho gì, cho tăng ni tín đồ Phật tử của hệ phái Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử nói riêng và Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo trên toàn thế giới nói chung. Tha thiết và mong chư Phật Bồ Tát gia trì cho lời đại nguyện của Hòa Thượng sớm được như nguyện, sớm thành tựu được cái đại nguyện của Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng thì sớm mạnh khỏe trở lại mới làm được cái điều đó, chứ còn Hòa Thượng cứ như bây giờ thì rất khó các quý vị đó. Cho nên cũng các Phật tử chúng ta cho dù tu theo pháp môn nào cũng đều thầm cầu nguyện mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần gia trì để pháp thể Hòa Thượng sớm được khỏe mạnh trở lại, để Hòa Thượng sau này có thể thực hiện được bản nguyện của mình một cách gì dễ dàng hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Và ở đây trở lại bài giảng này thì chúng ta mới thấy rằng á, cho nên á, ở đây cái ý thức mà Phật tử hiểu ở đây á, chắc chắn không phải là gì, là Phật tịnh, mà đây chỉ là cái ý thức sự phân biệt, sự nhận biết phân biệt như gì, nhưng không chấp trước, chưa chấp trước hoặc không chấp trước ở trong cái cảnh giới của các vị thánh gì A-la-hán trở lại mà thôi. Đó. Còn ở đây khẳng định với Phật tử này, đưa câu hỏi này là chắc chắn là gì? Cái Phật tính mà Phật tử này nói ở đây chắc chắn không phải do gì? Do duyên hợp mà thành. Cái duyên hợp mà thành đó là gì? Là ý thức. Còn cái Phật tính gì? Trong kinh Đức Phật nói tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó. Tức là gì? Cái Phật tính đó tại gì? Thành Phật rồi nó cũng không tăng lên một chút nào. Còn ở phàm phu đọa vào trong A Tỳ địa ngục á, nó cũng không gì, không giảm đi một chút nào. Nó vẫn như vậy. Tính của nó gì? Vẫn như bất động như vậy. Đó. Cho nên Phật tử này nếu mà muốn nghiên cứu về Đại Thừa thì nên gì? Nên đọc hẳn cái bộ Đại Bát Nhã và đọc hẳn cái bộ gì? Bộ Kinh Hoa Nghiêm. Và phải có gì? Phải gần gũi các vị gì? Các vị cao tăng thạc đức để hỏi han nữa thì các ngài sẽ chỉ giáo cho thêm thì mới có thể dần dần biết được. Chứ còn chỉ đọc sách không mà tự mình nghiên cứu mà mò mẫm mà đòi á, đòi biết được Phật tính, đòi hiểu được Phật tính thì không bao giờ có đâu. Không có, trừ trường hợp vị này là gì, là Phật Bồ Tát.